Viết tiếp giai điệu đẹp trong lòng quần thể Vinhomes Riverside, khu đô thị tốt nhất thế giới. Vinhomes Symphony như khúc biến tấu mới mẻ, ngân vang giữa khoảng xanh bao la của sông nước mây trời. Là tổ hợp căn hộ văn phòng hiện đại, Vinhomes Symphony sở hữu quy hoạch đẳng cấp, hệ tiện ích cảnh quan hoàn mỹ và tầm nhìn xanh 360 độ hiếm có. Vinhomes Symphony mang âm hưởng tươi trẻ của chuỗi tiện ích xanh mát ngay tại chân tòa nhà, gồm bể bơi, sân thể thao, sân chơi trẻ em, cùng hệ thống trường quốc tế, khu mua sắm, trung tâm sự kiện Anmas, trao tặng chủ nhân cuộc sống tiện nghi, thư thái, gắn kết cộng đồng và vẹn tròn hạnh phúc. Mang đến cho chủ nhân phong cách sống thời thượng, mỗi căn hộ tại Vinhomes Symphony có thiết kế mở tối ưu, khoáng đạt, hài hòa với thiên nhiên. Nằm ở tọa độ đẹp, Vinhomes Symphony có sự riêng tư giữa miền xanh khoáng đạt trong lòng phố mà vẫn dễ dàng vươn tới trung tâm qua những cây cầu huyết mạch và thuận tiện kết nối vùng phụ cận bằng các tuyến đường trọng điểm. Chọn Vinhomes Symphony là chọn sống thời thượng giữa miền bình yên, chọn riêng tư trong thuận tiện kết nối để mỗi ngày luôn là bản giao hưởng của muôn giai điệu hạnh phúc. Vinhomes Symphony, khu đô thị cao cấp liền kề Vinhomes Riverside.